Ngựa vằn, với các sọc đen trắng nổi bật, là một trong những sinh vật dễ nhận biết nhất trong số các loài đang lang thang trên thảo nguyên châu Phi hoang dã. Những loài động vật hùng vĩ này không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ, các đặc điểm sinh học của chúng, từ mô hình di cư độc đáo đến cấu trúc xã hội đặc biệt, loài động vật này nắm giữ những bí mật khiến các nhà khoa học và nhà tự nhiên học phải bối rối trong nhiều thế kỷ. Vậy tại sao ngựa vằn lại có sọc? Và tại sao những sọc này lại trông theo một mô hình có vẻ ngẫu nhiên như vậy? Video này nói về ngựa vằn và các loài động vật thú vị này sinh tồn trên thảo nguyên châu Phi hoang dã. Ngựa vằn ngay lập tức có thể được nhận ra bởi các sọc đen trắng đặc biệt của chúng. Một đặc điểm khiến chúng trở nên khác biệt trong vương quốc động vật. Những sọc này là duy nhất đối với mỗi cá thể, giống như dấu vân tay của con người, và đóng một vai trò quan trọng trong các tương tác xã hội của chúng. Nhưng những đường sọc này không chỉ là đồ trang trí, mà còn phục vụ một mục đích nào đó. Hay thậm chí có thể còn nhiều hơn một mục đích. Một số giả thuyết cho rằng, sọc của chúng hoạt động như một hình thức ngụy trang. Mặc dù màu đen và trắng có vẻ dễ thấy đối với chúng ta, nhưng đối với sư tử thì lại là một câu chuyện khác. Các sọc tương phản có thể tạo ra ảo ảnh quang học, được gọi là chuyển động chói mắt. Điều này khiến kẻ săn mồi khó ước tính tốc độ và hướng di chuyển của ngựa vằn. Một lý thuyết hấp dẫn khác xoay quanh việc điều chỉnh nhiệt độ. Theo đó, các sọc đen hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn nên ấm hơn sọc trắng. Sự chênh lệch nhiệt độ này tạo ra những làn gió nhỏ len lỏi giữa các sọc, giúp ngựa vằn luôn mát mẻ trong cái nóng thiêu đốt của châu Phi. Một số nhà khoa học lại tin rằng các sọc cũng có thể ngăn chặn côn trùng gây phiền nhiễu. Lý thuyết này cho thấy rằng các sọc xen kẽ làm gián đoạn các tín hiệu hấp dẫn thu hút côn trùng cắn như ruồi ngựa và muỗi, mang lại cho ngựa vằn một giải pháp chống côn trùng thích hợp. Mặc dù người ta vẫn chưa tìm ra lý do chính xác cho sự tồn tại các sọc của ngựa vằn, nhưng có một điều chắc chắn, loài động vật quyến rũ này đã tiến hóa để phát triển mạnh trong các môi trường sống của chúng. Ngoài sọc độc đáo, ngựa vằn còn phát triển nhiều cách thích nghi khác nhau, góp phần giúp chúng sinh tồn ở vùng thảo nguyên khắc nghiệt của châu Phi. Đôi chân khỏe khoắn, mạnh mẽ của con ngựa không chỉ hỗ trợ nâng đỡ cơ thể có phần hơi nặng, mà còn rất quan trọng để thoát khỏi những kẻ săn mồi độc ác. Ngựa vằn có khả năng chạy với tốc độ lên tới 65 km/h. Chúng cũng thường chạy ngoan ngoèo để thoát khỏi sư tử, linh cẩu và báo guepard. Sở hữu thính giác và thị lực cực kỳ nhạy bén. Điều này cho phép chúng liên tục tiếp nhận được các mối đe dọa tiềm ẩn từ môi trường. Đôi tai to và tròn của chúng có thể xoay theo hầu hết mọi hướng để phát hiện những âm thanh nhỏ nhất. Ngoài ra, ngựa vằn cũng đã phát triển khứu giác nhạy bén. Chúng có thể đánh hơi được nguồn nước từ khoảng cách rất xa. Kỹ năng này là vô cùng cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ở thảo nguyên khô và nóng của châu Phi. Ngựa vằn cũng có một bộ răng độc đáo được thiết kế hoàn hảo cho lối sống ăn cỏ của chúng. Sở hữu những chiếc răng hàm khỏe và bền có tác dụng để nghiền những loại cỏ cứng phân bố ở thảo nguyên. Những chiếc răng này có khả năng thích nghi cao với chế độ ăn nhiều chất xơ. Chúng cũng không ngừng phát triển để bù đắp cho sự hao mòn do nhai thực vật thô trong thời gian dài. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép ngựa vằn ăn nhiều loại cỏ. Một vài loại cỏ trong số đó có thể quá khó đối với các loài động vật ăn cỏ khác, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngựa vằn trong môi trường sống. Cuộc sống của ngựa vằn là sự cân bằng mong manh giữa sự thảnh thơi và khoảnh khắc sinh tồn, được nhấn mạnh bởi những tiếng vo ve liên tục của thảo nguyên châu Phi. Ngày mới của một con ngựa vằn thường bắt đầu vào lúc bình minh ló rạng. Khi mặt trời dần xuất hiện ở đường chân trời, những con vật này thức dậy sau giấc ngủ đêm và bắt đầu hoạt động chính trong ngày, gặm cỏ. Ngựa vằn là động vật ăn cỏ,
Chúng ăn chủ yếu là các loài thực vật và dành phần lớn thời gian trong ngày, có thể lên tới gần 60% thời gian trong ngày để nhai. Nhưng thực phẩm không phải là tất cả trong cuộc sống của chúng. Ngựa vằn là loài động vật có tính xã hội cao. Chúng sống trong các nhóm gia đình gắn bó chặt chẽ, được gọi là đàn. Cấu trúc này bao gồm một con ngựa đực, một số con ngựa cái và con cái của chúng. Ngựa vằn giao tiếp với nhau bằng một hệ thống phức tạp, bao gồm tiếng kêu, tư thế cơ thể và nét mặt. Nếu có cơ hội quan sát đàn ngựa vằn, bạn sẽ nhận thấy chúng luôn ở gần nhau, thường rút vào nhau và chải lông cho nhau. Đây là một hành vi gắn kết xã hội quan trọng. Tuy nhiên, cuộc sống trên thảo nguyên không phải lúc nào cũng bình yên và tĩnh lặng. Ngựa vằn liên tục phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ những kẻ săn mồi như sư tử, linh cẩu hay báo gepa. Những kẻ săn mồi này coi ngựa vằn là con mồi dễ dàng và chúng không ngại tấn công ngay cả với những con trưởng thành. Ngựa vằn sử dụng một cơ chế phòng thủ độc đáo. Chúng dựa vào yếu tố sức mạnh tập thể với số lượng đông đảo của đàn. Khi kẻ săn mồi đến gần, ngựa vằn tạo thành một nhóm chặt chẽ. Các sọc của chúng trộn lẫn với nhau thành một khối lớn hơn, khó hiểu hơn. Điều này sẽ khiến kẻ săn mồi khó phân biệt được từng cá thể riêng lẻ. Ngựa vằn cũng sử dụng móng guốc sắc bén và cú đá mạnh mẽ để xua đuổi những kẻ săn mồi. Chúng thường đi vòng quanh những con non để tăng cường thêm sự bảo vệ. Điều thú vị là ngựa vằn đã thích nghi với thói quen ngủ đứng. Vì thế, chúng có thể sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức khi có những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên. Nhờ lợi thế về số lượng, ngựa vằn có thể thay phiên nhau trong trường đàn. Đây là một chiến lược khá tốt để đảm bảo sự sống sót của đàn ngựa ở vùng hoang dã châu Phi đầy thử thách. Vào mùa sinh sản, ngựa vằn tham gia vào các nghi thức giao phối hấp dẫn, làm nổi bật hơn nữa cấu trúc và hành vi xã hội phức tạp của chúng. Trong khoảng thời gian này, những con ngựa đực trong đàn có tiếng kêu to hơn và tích cực hơn trong các nỗ lực thu hút ngựa cái. Chúng tham gia vào một loạt các màn biểu diễn hấp dẫn, bao gồm sống lên những tiếng kêu lớn, rút vào người con cái và thậm chí là cắn nhẹ. Lũ ngựa đực cũng thực hiện một điệu nhảy chồm lên hoành tráng xung quanh những người bạn gái tiềm năng. Từ đồng cỏ đến vùng núi, từ sa mạc đến thảo nguyên, những sinh vật tuyệt vời này tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong một số môi trường thách thức nhất trên trái đất. Dù vì vẻ đẹp nổi bật, những hành vi hấp dẫn hay khả năng phục hồi bền bỉ, ngựa vằn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim và tâm trí của những ai đã từng bắt gặp chúng. Chúng thực sự là một trong những loài động vật mang tính biểu tượng và được yêu thích nhất ở châu Phi, là minh chứng cho vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Và bạn nghĩ sao về bộ lông thú vị của loài động vật cũng vô cùng thú vị này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!